gia đình hồ ngọc hà đổi gió đi du lịch biểu cảm quý tử leon gây chú ý hồ ngọc hà đã tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cùng chồng con sau khi hoàn thành công việc mới đây trên tài khoản cá nhân hồ ngọc hà đã chia sẻ khoảnh khắc cùng chồng và các con đi du lịch người đẹp tâm sự thêm xin được nắm giữ những khoảnh khắc bình yên này mãi trong tim cả gia đình hà vẫn luôn cầu nguyện mỗi ngày cho mình và cho mọi người bởi hạnh phúc là khi tất cả đều hạnh phúc bình yên là khi tất cả phải bình yên những khoảnh khắc trên của gia đình hồ ngọc hà làm cho dân tình không khỏi ngưỡng mộ đẹp quá nhìn mà hạnh phúc lây chị hà hồ lúc nào cũng sang nhẹ nhàng không phô trương khoe mẽ luôn hạnh phúc chị yêu viên mạn quá chúc mừng thời gian vừa qua người đẹp luôn tất bật với nhiều lịch trình công việc khác nhau ở trong và ngoài nước chỉ trong một thời gian ngắn cô đã check in và có mặt ở những địa điểm khác nhau dù không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi tuy nhiên hồ ngọc hà đều thể hiện sự nghiêm túc chỉn chu và hết mình trong công việc